Đó dùng xin chào các bạn nhà VTV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Ứng cử viên Tom Urber của Đảng Dân chủ lần đầu tiên dẫn trước Thượng nghị sĩ Jan Nguyễn của Đảng Cộng hòa trong cuộc tranh đua vào chức Thượng nghị sĩ địa hạt 34 California. Bốn án mạng xảy ra trong ngày thứ hai ở Hoa Kỳ làm tổng cộng 9 người chết trước thành khí Bình. Thưa quý vị, cuộc tranh đua vào ghế thượng nghị sĩ 34 của tiểu bang California hiện do bà Janet Nguyễn là đảng Cộng hòa nắm giữ đã đến hồi gây cấn và đã có một thay đổi ngày hôm qua. Sau khi ứng cử viên Tom Umberg của đảng Dân Chủ lần đầu tiên vượt qua bà Janet Nguyễn với 438 phiếu. Đây là lần đầu tiên trong vòng gần 2 tuần lễ ông Tom Umberg vượt qua. Hiện nay số phiếu tại Orange County bà Janet Nguyễn vẫn hơn ông Tom Umberg trong tổng một số hơn 200.000 phiếu Tuy nhiên ở tại Los Angeles County thì ông Tom Bomberg trong số 27.000 phiếu thì ông Tom Bomberg lại hơn bà Giang Nguyễn. Cái số lớn hơn cái số bà Giang Nguyễn hơn ông Tom Bomberg ở tại Orange County. Thành ra trừ lấy cái số mà ông Tom Bomberg hơn bà Giang Nguyễn ở Los Angeles County trừ đi cái số bà Giang Nguyễn hơn Tom Tom Bomberg ở tại Orange County thì ông Tom Bomberg dẫn trước 438 phiếu. Hiện nay ở Orange County còn khoảng 90.000 phiếu nữa chưa đem xong. Los Angeles County còn khoảng 400.000 phiếu nó chưa đếm xong và họ sẽ đếm tiếp ngày thứ ba và ngày thứ tư và có thể kết quả là không được tốt lắm cho bà Giang Nguyễn trong những ngày tới bởi vì có hai yếu tố thứ nhất là cái làn sóng xanh của Đảng Dân Chủ nhắm vào bốn cái địa hạt uh, liên bang uh, dân biểu liên bang tại Orange County và họ đã thắng cả bốn cái đó luôn điểm thứ hai nữa yếu tố là Tổng thống Donald Trump đi ra vận động tranh cử kích động cử tri khối Cộng Hòa đi ra bầu cử thì cử tri khối Dân Chủ họ cũng ra luôn vì họ chống lại ông Trump. Cho nên là kỳ này họ ra bầu rất đông cho nên bà bốn cái ghế thượng uh, dân biểu liên bang của Cộng Hòa kỳ này bị Dân Chủ lấy hết. Và bà Gia Đăng Nguyễn đồng thời có một người khác nữa là dân biểu tiểu bang của Đảng Cộng Hòa đó, ông Matthew Harper ở địa hạt 74 bây giờ cũng cùng chung số vận luôn. Tức là cả ông Harper và bà Gia Đăng Nguyễn trong những ngày đầu đều dẫn trước nhưng mà càng về sau thì bị dẫn, bị bị đối thủ thu ngắn cách biệt rồi giờ họ vượt qua. Thì uh, lý do rất đơn giản là kỳ này Đảng Dân Chủ đi bầu quá đông ở tại Ân Cao Ti. Năm 2006, tức là một bầu cử giữa kỳ, lúc đó chỉ có 50% cử tri của Ân Cao Ti đi bầu. 4 năm sau, tức là năm bầu cử giữa kỳ năm 2014, thì con số đó là 55%. Nhưng mà năm 2018, à đến năm 2014, xin lỗi quý vị, 2006 thì là 50%, 2010 thì là 55%. 2014 thì là 45% nhưng mà 2018 là tới 71% trong tổng số là thưa quý vị 1.56 triệu cử tri của đảng công ty thì kỳ này có 1.12 triệu đi bầu đó là lý do tại sao mà đảng dân chủ bầu rất nhiều và trong các các phiếu mà bà ra Đình thua hầu hết là do thua cái phiếu bầu tạm phiếu bầu tạm là cái phiếu bầu vào trong ngày bầu cử 6 tây tháng 11 và phiếu đó đếm chậm hơn thành thử vì đếm bằng tay chứ không thể đếm bằng máy được Do đó càng đến về sau này đại đã chủ càng có lợi đó lý do tại sao mà bà dân Nguyễn bây giờ đang bị dẫn trước. Chúng ta sẽ chờ xem hai ngày tới xem như thế nào. Liên quan đến các vụ nổ súng tại Mỹ quý vị có thể tưởng tượng năm nay trước cái cái tuần lễ trước cái ngày thanh niên tuần lễ có thanh niên ngay ngày thứ hai có ít nhất là bốn án mạng xảy ra bằng súng ở tại Hoa Kỳ làm cho gần 10 người chết coi như 9 người chết trong vụ này và mấy người bị thương đó. Đầu tiên hết là bệnh viện Mercy hospital ở tại Chicago ngày hôm qua một người đàn ông tên là Juan Lopez đi vào Bắc Kinh cãi nhau với người quen là bác sĩ ở uh, bà này 38 tuổi anh này 28 tuổi nghe nói đâu là cũng tình nhân cũ kia không biết nhưng mà cãi nhau thì trong lúc cãi nhau có người quen mới đến cản can cả ra thì ông này ông mới cởi áo lên cho thấy cái súng trong thế là ông kêu hoàng quá bỏ chạy vào trong bệnh viện la cầu cứu thì vừa chạy vô là nghe tiếng súng bắn bắn bà này chết liền tại parking lot ngay tại chỗ đầu xe thì nhân chứng họ còn nói là sau khi bắn ông này còn đạp lên người và lại bắn thêm ba phát nữa bắn thêm ba phát nữa là lúc cảnh sát tới là bắn nhau cảnh sát rồi chạy vô trong bệnh viện chạy vô trong bệnh viện thì lại gặp xui là có một cô gọi là phụ tá cho một dược sĩ đó à, cô này là tốt nghiệp trường Purdue University ra đang đi làm xuống đang đi thang máy xuống công này chạy tới thế này mở thang máy bắn chết à, bắn luôn bị thương bị thương sau đó ông này bắn trả cả cảnh sát cảnh sát cũng bị thương và cảnh sát bắn ông này cũng bị thương à, ba người bơm bệnh viện sau đó ba người tắt thở tổng cộng bốn người chết trong vụ bắn ở tại bệnh viện Sego ngày hôm qua rồi cũng ngày hôm qua tại ngay trung tâm thành phố Denver tiểu bang Colorado cũng xảy ra một vụ nổ súng làm cho một người chết và bốn người bị thương bây giờ người ta chưa bắt được chưa biết được nguyên nhân nào nó bắt được một nghi can mà nó còn những nghi can khác nữa người ta chỉ mô tả đây là một khu rất là bận rộn có các cái ngân hàng có các văn phòng các cái nhà hàng thì có một cái nhóm người đi đang đứng ở đó thì một nhóm khác đó là đến và bắn vào hai bên bắn trả qua lại bây giờ cảnh sát chưa cho biết vì sao hai bên bắn nhau nhưng mà chỉ biết là có một người chết và bốn người bị thương rồi tại tiểu bang Missouri ở một thành phố cách thành phố San Luis 30 dặm thành phố này nó tên là thành phố Baldwin một phụ nữ bị một người đàn ông giết chết sau khi người phụ nữ này bị lạm dụng tình dục người phụ nữ này bị bắn chết tại Catholic Supply tức là cái chỗ mà bán ảnh tượng này kia nhà thờ đó ở thành phố Baldwin từ bang Missouri. À, bây giờ nghi can chưa biết là như thế nào và ban đầu người ta thấy bà này bị thương nhưng mà đưa vào vụ bệnh viện thì bà này qua đời ở đó à, chưa bắt được nghi can và bây giờ cảnh sát cũng đang điều tra xem như thế nào chưa hết ở tại thành phố Philadelphia khu vực Southwest cũng hôm thứ hai cảnh sát phát hiện một căn nhà bước vô có bốn người bị chết trong đó gồm hai đàn ông và hai phụ nữ ở tuổi khoảng 30 và tất cả đều bị bắn vào đầu đó là theo lời ông cảnh sát trưởng Richard Ross cho các phóng viên biết như thế và ông còn nói luôn tất cả bốn nạn nhân là bị bắn theo kiểu sự bắn sự bắn là gì thưa bắn từ phía sau bắn tới chứ không phải bắn phía trước và ông này nói luôn không có nếu không có và không có bất gì đó rõ ràng đây là một vụ sự à, và họ biết rằng là trong là những những người bị bắn bốn người bị bắn chết này hai người đàn ông là có có liên hệ với nhau họ không có liên hệ anh em hay bà con gì cả đó. và họ nói rằng ít nhất trong bốn người thì có một người sống tại căn nhà đó thì bây giờ không biết ai là thủ phạm nhưng mà thưa vị trong ngày thứ hai tại nước mỹ bốn căn mạng xảy ra một chục người chết quý vị có thể tưởng tượng không tất cả là bị sống hết và đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới